Kênh sông nước Cửu Long. Chào bà con cô bác và các bạn. Hôm nay Nguyễn Hùng ra sông để quay mấy ông anh câu tôm nha cả nhà. Rồi bắt đầu dính tôm nha cả nhà. Dính tôm cả nhà mà cũng dính dây đây nè, không biết thì sao đây. Dính nè. Lên rồi, vậy là lấy. Wow, đây cả nhà ơi, bự bộn nha. Đó. Phải mềm nước chạy ra không biết nữa. Chạy nãy lúc đọt luôn rồi nha. Ổng gạch lên liền, kẹp cũng kêu tôi là bắt máy kẹp cũng chờ chờ đó, nó đảo nó giục luôn. Cả nhà ơi, Út dính rồi nha. Sớm giờ Út hơi thất bại, dắt này Út mới được nè. Đó. À cũng bự bộn rồi. Làm bắt trớn làm đi có hai ba con luôn coi. Sao lâu lâu vỗ còn càng cỡ 5-6 khí vậy đó mới đó. Cong lên đưa lên cái càng nó cong lên tới mặt nước. Coi chừng cái này dính à. Út biết nhậu không? Biết. Dạ hả? Mấy hôm qua nhậu với anh Hồng qua xỉn luôn nè. Dạ hả? Hồng thả lưới không lao. À. Vô nữa hả? Vậy là có lý à. Này đâu 5 mét có. Sâu mà, ở đây sâu lắm à. À, dính tôm nha cả nhà ơi. Đây, đó. 120 luôn. À. Chịu ăn cũng thấy ham lắm. Ừ, kéo không kịp nữa luôn. Vô nhầm bến câu 4 cây rồi. Hổm có thằng em nó câu nó tờ vô, vô có chỗ có lón hổm dính nhiều nữa, nó có bến mà cũng như mới cái gì đưa vô nó mấy cần là lụm hết mấy cần luôn. Ừ, mấy anh tôm mới nó năng dễ dính đó. Ừ. Còn mấy anh tôm cũ câu dở lên chạy dễ dụng. Ừ. Sướng cái dặn ông nói dữ luôn hay giờ. Giật máy chạy ra sao đáp cái lại. Chơi
coi ghé bến ta không. Ký chịu hai à. Dữ vậy đó hả? Tôm thì có 400 ngàn ký. Một hai mà mua mắc trước mấy ngày đó. Một ký trồng bằng 2 ký tôm nhất luôn. Có vậy. Tôm nhất bây giờ hôm nay có mua 4 ký rồi. Hơn 2 ký tôm nhất luôn. Rồi qua bên đây mua giải rề vậy đó hả? Rồi quá rẻ, trên lệch quá xa luôn, phải trên lệch ít chục ngàn hay gì đó. Còn tôm nhì thì 300, tôm khô 200. Rồi à, Út làm nữa kìa, giờ làm cái là được. Tới rồi, có lý. Nghe ổn luôn rồi. Tôm đó cả nhà ơi. Dạ đó. Không à? À đúng rồi. Rồi, bắt bỏ vô khoang đi Út. Con cá hay con tôm chị gái? Gái cười cười rồi, cái này tôm hay cá gì ăn cũng giật hết. Gái ơi. Con cá à tôm? Tôm câu hồng với tôi nè. Nặng nặng nó đó hay vô. Cái này ghê lắm nha. Dây. Tưởng là nó gạch dẫn về nó. Lứ rồi. Nó móc vậy là gạch lên đó là lứ rồi. Nguyễn Hùng xin kết thúc video. À, cả nhà ơi, đăng ký kênh Sông Nước Cửu Long cho Nguyễn Hùng một like, share Nguyễn Hùng rất cảm ơn. Hẹn gặp lại video sau.